Chào các bạn nhé, Sâu Kiển đến đây hôm nay tò mò đến một người bạn đến đây mua cây hùng này. Thì không biết là cây hùng này có tầm 10 tuổi rồi, nhưng mà lúc nào năm nào cũng có sai, mà quả cũng rất to, đẹp lắm các bạn ạ. Mà các bạn nhé, hôm nay cây hùng này sẽ hành quân đi xa, không biết đi tận đâu. Mà không biết là nhờ bạn trẻ này, không biết đưa bạn hùng của tôi đi đâu ạ. Bạn hôm nay đưa cây hùng này đi đâu ạ? Hôm nay của tôi có cánh mà bay quá. Đây, các bạn xem. Thế chào các bạn nhé, điểm tôi đứng đây là cách thị xã Lạng Sơn 10 km, thuộc về phía nam của tỉnh Lạng Sơn. Đây là những cái bạn trai trẻ mà biết cách chơi với cây hùng của tôi, là làm bạn thân của các cháu. Đây, hôm nay đang khai thác đây. Đây, hùng, các bạn xem cái hùng có đẹp không? Đấy, quy trình để đánh một cây hùng này là phải buộc từng quả một. Đấy. Đấy. Rất công phu. Vâng. Đấy, xong mà dùng dòng dọc đưa từ đỉnh núi xuống dưới mặt đường dưới kia. Vâng. Đấy. Để khai thác được một cái cây hùng như này là chúng tôi phải bỏ rất là nhiều những công sức và cái tâm huyết. Thế cái kỹ thuật khai thác cây hùng này anh học ở đâu ra? Tôi trải qua nhiều lần vấp ngã rồi. Trải qua nhiều lần rồi đi. Rút ra kinh nghiệm. Khai thác nhiều lần lắm rồi phải không ạ? Rồi, nhiều lần là chúng tôi rơi quay vào ô vỡ mồm nên là... Thế thì anh khai thác cây hùng này vào lần thứ bao nhiêu rồi? À, nói chung là tôi không đếm được. Không đếm được? Nhiều lắm rồi không? Rất là nhiều. À, thế thì hẹn bạn có những cái hệ thống làm ăn này thì cùng bảo ban với bạn bè nhé. Thế là... Hôm nay tôi cảm thấy rằng rất vui mà cây hùng của tôi hôm nay có cánh mà đợt bay. Mà đến bay với dưới nhà các cháu, mà không biết các cháu có gì nuôi không, để trước Tết này là có vui như thế nào. Hôm nay Tết này vui như thế nào với cây hùng ạ, cháu? Cháu cảm thấy là để mà tìm được một cái cây hùng mà nó giá trị như thế này thì thật sự là rất hiếm. Còn hùng thì rất là nhiều. Vâng ạ. Nó rất là nhiều, nhưng mà để mà tìm được một cái cây hùng mà nó giá trị như này thì thực sự là nó hiếm. Vâng ạ. Đấy, nên là cái từ những cái khâu... đào cũng như là bảo quản cái quả nó ở trên cây là cũng phải là chi tiết thì mới có thể giữ lại được quả. Vâng ạ. Thế cháu có cái kỹ thuật này không biết học từ đâu đến ạ? Cháu sau nhiều lần vấp ngã, tức là gọi là mình cắt nhưng mà mình khai thác nhưng mà nó không còn lưu được lại bác hồ ở trên cây thì là là rút ra cái kinh nghiệm đấy thôi. Vâng. Thế cảm ơn cái kinh nghiệm của cháu nha. Ta tin chất cái kinh nghiệm này để đồng bào bà con là để khai thác được một cây hùng như này để mà về trưng Tết thì là chúng ta phải, nó tức là phải đòi hỏi thứ nhất là cái công sức, thứ hai là cái sự tỉ mỉ đấy, và cái sự cẩn thận nữa. Sau khi mà đào được cái gốc này lên đấy, ngả xuống là chúng tôi bắt đầu là bọc túi bóng đây đấy. Bọc túi bóng vào như này để bảo đảm là khi vận chuyển là quả hồng nó sẽ không rơi ra khỏi cành. Vâng, tức là bọc như thế này không? Vâng. Để các bạn xem nhé, cái trắng trắng này là cái cháu đã bọc vào rồi. Thế thì những cái kinh nghiệm này cháu học mấy năm mới làm được kiểu này à? Cháu thì làm nghề lái hồng là được chục năm rồi. Chục năm rồi. Vâng. Thế... chuyên thu mua quả cũng như là cây cảnh, cây công trình. Đấy. Cảm ơn cháu nhé. Vâng. Cháu là một người rất có tâm huyết để dạy bảo cho tất cả bạn bè trong nước và thế giới. Vâng. Để cùng biết phát huy cái cảnh chơi như thế này. Vâng. Hello, hẹn gặp lại nhé. Xin chào. Vâng, các cháu. Vâng. Chào. Trên cái đầu mấy cây này bọc luôn. Hai cây đổ lên anh ạ. Cái hồ xem xây lên không rồi. Đổ gì đâu. Từ đó. Kiêng vào đây để trên cái đầu mấy cây này bọc cái nào rác thì bọc lại đó. Không, ra kia bụa bọc. Ra kia đứng lên tường bọc.
Hay lắm nhỉ. Ôi dồi ôi. Đấy. Để cái trên cái đầu mấy cây này, cái móc mấy cây này còn dính rồi. Lên cây để tí nó biển. Mình làm một nháp xuống đây đi ạ. Bạn cứ làm một nháp. Ôi giời đẹp lắm. Ôi giời ơi. Đây bạn bạn này sắp sửa đi đi Hà Nội rồi. Không dựng đâu. Vào đâu? Dựng dựng cao lắm không được. Bạn Hùng này đẹp trai thế. Hey, chào. Anh quay cái đầu cong nó vào bên trong ấy. Nào, hai. Từ từ đây, đừng. Cho dựa vào tường đi. Cái gì buộc vào trên này? Đấy, cái dây thừng bạn lên trên đây, bạn buộc cái này vào cột điện. Cái này là chắc rồi. Nào ông bà có lấy lại cái này không? Đã ngã rồi ạ. À, đã ngã đi làm ăn rồi thì thôi nhé, chào bạn đến cái nơi đẹp nhất mà ở nhé. Đây anh, bạn buộc vào đây được, níu nó vào cái cây đấy. Hay là dính lên trên một tí. Buộc lên trên nó. Nó... Ừ thì nãy tôi đã bảo cúi xe anh đấy. Đây, tôi đưa trên này. Quay đi. Quay cái cành ra. Cái gốc lên dốc một tí. Lổ hai cái cột đấy ra đi. Vô vô cái cột kia lên. Bán châu thì tiết dây thừng. Bán công nhận cho. Đấy. Đây là cái kinh nghiệm học từ Liên Xô về đã biết cách đào cây này. Nào, 2, 3. Rồi, tiếp đi. 2, 3. Được rồi, thế là buộc cây vào được rồi, buộc cây vào được rồi. Dạ. Em ăn lên đây đó. Vâng. Bây giờ tối này đánh từ sáng đến trưa mày. Cái chiều tối nó ngả nó vào tường đi, ngả nó vào tường. Thôi cái đấy. Nó cứ đấy thế là được rồi. Để mai cái kéo hết rồi anh. Để cho tí vào tường này này. Đấy, để nguyên đấy, không phải cái đấy không phải lo. Cứ để đấy đi. Là để như ngày mai để héo hết à? Em chém mấy được này. Nói em lá nhưng không thể héo quả. Một bạn buộc rút cái là bạn vòng vào cột điện cái được. Bây giờ tìm cái bao về chụp tí sát là không nhấc lên được nữa. Tìm cái bao về cuốn vào á. Bao cuốn ngang. Cứ từ từ. Tí nữa lấy cái bao về tưới vào một thùng nước vào xong bắt đầu là lấy bao cuốn vào. Cái này là dễ nó cũng sống đúng không chú? Ừ, sống chứ. Cái này là bàn tay ông ghép ra đấy. Hôm nay là mới là trưởng thành ấy, đi biết đi làm dâu đấy nhá. Thế gia đình có làm mâm cơm mời chúng tôi không? À có ạ, nên có lẽ là làm một cúc nước cho nó sảng khoái con người nhá. À, cháu lên nhà là làm một cúc nước cho sảng khoái con người. À, một cái dây này chưa được à? Được rồi ạ. Chứ được. Lúc nó đổ ra một phát là đập hết đấy. Bao nhiêu tiền của đấy. Ba tối mưa gió rồi. Đi lấy một cây. Đây, trong hai cây nhiều. Hai cây này không thua. Đi lấy cây thần to lúc nãy ấy. Tí một cây phải như thế này.